Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người kiểm tra và xử lý những đàn heo con tiêu chảy nhé. Vấn đề đặt ra ở đây là có những đàn heo mới sinh ra một ngày tuổi nó đã tiêu chảy rồi. Có những đàn sau 2 đến 3 ngày mới tiêu chảy. Hoặc có thể là sau khi thiến nó mới tiêu chảy. Cũng có thể là sau tập ăn mới tiêu chảy. Và cuối cùng là sau khi cai sữa nó sẽ bị tiêu chảy. Bây giờ mình sẽ đi từng trường hợp cụ thể nhé. Ok mọi người nhé. Đầu tiên ấy, heo một ngày tuổi nó đã tiêu chảy rồi. Thì cái này mình nghi nó là chất lượng sữa mẹ kém này. Các bạn không cho nó bú sữa đầu sớm này. Hoặc úm không đủ nhiệt độ này. Thông thường thì lúc mới sinh ra ấy, nhiệt độ thì nó phải lồng úm phải 33 đến 34 độ. Sau mỗi ngày giảm 1 độ đến 28-29 độ là trong tuần tuổi đầu. Tiếp theo là heo mẹ đã làm đầy đủ vaccine hay chưa. Bình thường thì mình chỉ làm một mũi vaccine, đó là Ecuri, trước khi heo mẹ nó sinh ấy, là 2 tuần, là 14 ngày ấy. Các bạn cứ làm vào 100 ngày tuổi thì lúc sinh ra thì nó sẽ có kháng thể. Để con lợn bú vào, nó sẽ phòng hoặc là giảm tỷ lệ tiêu chảy ở lợn con. Con lợn con sau khi sinh ra ấy, được 4-5 con thì mình sẽ tiến hành cho nó bú sữa đầu càng sớm càng tốt nhá. Trường hợp thứ hai ấy, là sau 2 đến 3 ngày mới tiêu chảy. Thì vấn đề này mình phải kiểm tra lại xem con heo nái nó có bị viêm tử cung hay không này. Nái có bị sót con hay không này. Hay là bị sốt này. Hay là có bị bỏ ăn hay không này. Thì mình sẽ tiến hành điều trị heo mẹ theo hướng sốt thì điều trị sốt. Bỏ ăn thì mình điều trị theo hướng bỏ ăn. Và viêm mình sẽ điều trị viêm. Hoặc là con nái có bị mất sữa hay không. Nếu mà bị mất sữa thì mình sẽ tiêm oxytocin ấy, thì nó sẽ tăng tiết sữa cho con heo mẹ nhé. Trường hợp này là sau khi mình đã xử lý con heo mẹ xong thì mình sẽ xử lý heo con. Xử lý heo con ở đây là cho nó uống kháng sinh nhé, là enrofloxacin cộng với cầu trùng để phòng tiêu chảy do cầu trùng hoặc tiêu chảy thông thường. Thì như thế là nó sẽ khỏi. Nhưng mà còn trường hợp thứ ba là heo con sau khi thiến bị tiêu chảy. Nguyên nhân ở đây là do nó bị stress ấy. Heo mất nhiều máu này. Rồi nó khi mà mình thiến ấy, có đàn nó đã chớm bị tiêu chảy rồi, sức đề kháng kém rồi, mình vẫn lôi ra đè nó ra thiến thì nó bị stress. Do vậy là mình khi mà heo nó đã chớm bị tiêu chảy thì mình thôi bỏ thiến đi, mình điều trị khỏi rồi mình thiến xong mình sẽ tiến hành ghép lại đàn heo bằng cách là có thể đổi đàn đấy. Ví dụ có hai nái đẻ cùng một lúc hoặc là tranh nhau 1 đến 3 ngày thôi thì mình sẽ tiến hành đổi đàn bị tiêu chảy với đàn không bị tiêu chảy nhé. Trường hợp cuối cùng ấy thì heo sau khi tập ăn và cai sữa bị tiêu chảy. Nguyên nhân là heo thay đổi sang thức ăn tinh và giàu đạm khiến con heo con ấy nó không tiêu hóa được hết. Và sau khi cai sữa nó bị stress, nó dẫn đến bị tiêu chảy. Nhưng bình thường thì đối với giai đoạn này thì tỷ lệ chết nó sẽ giảm rồi.
nó không bị chết 100% hoặc 60-70% nữa, nó chỉ là nó sẽ lớn chậm thôi, mình điều trị tốt là nó sẽ khỏi. Do vậy là mình cần tiến hành tập ăn cho heo con càng sớm càng tốt. Bình thường mình sẽ tập ăn cho heo con từ lúc mà 5 ngày tuổi là mình tập ăn rồi, từng ít rồi, chỉ là rắc vài hạt thôi xuống máng tập ăn thôi, để cho nó làm quen với cám. Và khi mà cám mốc thì mình không cho nó ăn, bổ sung đầy đủ nước sạch. Đối với giai đoạn này ấy, thì con heo con nó đã lớn rồi nên là mình sẽ không cho nó uống nữa. Tại vì uống thuốc thì lúc đấy nó sẽ uống khó, tiến hành tiêm. Tiêm thì mình thường dùng cái cặp bài trùng, đó là Enpro của Atropin. Enpro đó là kháng sinh để chứa tiêu chảy, còn Atropin nó tác dụng là chống co thắt đường ruột nhé. Hoặc là Enpro cộng với thuốc bổ trợ cho nó. Thông thường mà người đến phương án cuối cùng thì heo con nó đúng khỏi. Còn đối với 1 ngày tuổi này, 2 ngày, 3 ngày tuổi này, thì cái vấn đề tiêm sắt này, uống cầu trùng này, tiêm kháng sinh này, thiến heo này, có thể là vaccine linh tinh các thứ thì mình không nói hết được ở đây nhé. Cuối cùng mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người có ý kiến gì thì comment cho mình nhé.